Vì sao vợ Lê Đình Kình cố tình làm nóng vụ Đồng Tâm? Đồng Tâm đã bình yên trở lại. Tuy nhiên, hiện nay các đối tượng chống đối chính trị tiếp tục lợi dụng cụ bà Dư Thị Thành và thân nhân gia đình Lê Đình Kình để xuyên tạc tình hình. Như những người dân tại thôn Hành chia sẻ, thì hiện nay tại đây chẳng còn ai tiếp đón những đối tượng này ngoài vợ con Lê Đình Kình. Những thông tin trên mạng xã hội mà số đối tượng chống đối chính trị đăng tải, chia sẻ là những thông tin bịa đặt, xuyên tạc nhằm tự làm nóng tình hình Đồng Tâm. Với chính sách nhân đạo của nhà nước và pháp luật Việt Nam, Dư Thị Thành chưa phải chịu những hình thức xử lý trước pháp luật về những hành vi phạm tội mà mình đã gây ra trong thời gian qua tại Đồng Tâm, và đặc biệt là trong vụ việc ngày 9 tháng 1 năm 2020 vừa qua. Tuy nhiên, thay vì việc ăn năn hối cải như những đối tượng đã bị bắt, xử lý, thì Dư Thị Thành dường như đã bị một ma lực nào đó khi mà tiếp tục có những hành vi vi phạm pháp luật, cố tình tiếp tục các hoạt động chống phá nhà nước mà trước đây chồng của mình là Lê Đình Kình và con trai là Lê Đình Công đã tiến hành. Khi mà từ thời điểm các đối tượng bị bắt, Dư Thị Thành đã liên tiếp có các cuộc gặp với số đối tượng cực đoan, chống phá với mong muốn nhận được sự tài trợ hay như việc hứa hẹn từ những tổ chức bên ngoài cứu con trai và cháu mình khỏi vòng lao lý. Dư Thị Thành liên tục liên hệ, gặp gỡ với các đối tượng phản động, chống đối ở trong nước như Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Bá Phương, Nguyễn Lân Thắng. Nhà bà ta đã trở thành nơi đón tiếp các nhà dân chủ, các nguồn tài trợ của Việt Tân và các tổ chức chống phá khác. Và để đối đáp lại những sự tài trợ và cả những lời hứa hẹn, Dư Thị Thành ngày đêm kêu oan cho chồng và các con, cho rằng con cái mình không có tội, trong khi sự thật thì tội lỗi của các đối tượng là quá rõ ràng. Dưới sự chỉ đạo của các đối tượng, Dư Thị Thành đã liên tục nghĩ ra nhiều câu chuyện đổi trắng thay đen để qua đó số đối tượng chống phá sử dụng để tuyên truyền, với hy vọng nhận thêm những sự tài trợ từ các tổ chức khủng bố, chống phá như Voice, Việt Tân và vân vân. Trong một vở kịch mới nhất, khi lực lượng chức năng đến làm việc thì Dư Thị Thành như một vở kịch đã được đạo diễn sẵn. Dư Thị Thành đã ngất xỉu như một cách không hợp tác với lực lượng chức năng và lấy cớ để cho các đối tượng chống phá có nội dung xuyên tạc. Trong khi đám phản động chia sẻ, kêu khóc cho dân oan này, thì cư dân mạng lại nhanh chóng bóc mẽ những chi tiết mà vở kịch Dư Thị Thành đã diễn. Với những hành vi vi phạm trước đây của Dư Thị Thành và những hành vi đang diễn ra, thì thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần nhanh chóng xử lý đối tượng này, khi mà sự khoan hồng của nhà nước và pháp luật chỉ nên dành cho những người lương thiện, biết hối cải, chứ không phải dành cho những con người tráo trở, thiếu lương thiện.